Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc tới bà Vanka, nhiều người sẽ biết tới bà là một nhà tiên tri nổi tiếng, được cho là có khả năng dự đoán được những chuyện xảy ra trong tương lai với khả năng chính xác tới 85%. Có những sự kiện song song với tiên đoán của bà đã xảy ra. Ở mỗi giai đoạn, đặc biệt là mỗi năm, sẽ có những tiên đoán tương ứng khiến nhiều người tò mò. Khi thế giới sắp bước sang năm 2024, nhiều người đã tò mò rằng nhà tiên tri mù Vanka đã dự đoán gì về một số thảm họa như động đất, lũ lụt có thể xảy ra trong năm 2024. Thực tế, theo những gì bà Vanka đã dự đoán, thế giới vào năm 2024 sẽ trải qua nhiều thảm họa đáng sợ. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sau đây. Bà Vanka sinh ngày 31 tháng 1 năm 1911, mất ngày 11 tháng 8 năm 1996, là nhà tiên tri, nhà nghiên cứu thảo dược nổi tiếng của Bulgari. Sở dĩ bà được nhiều người biết đến là vì bà đã dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lớn, điển hình như thảm kịch Chernobyl năm 1986, cái chết của công nương Diana năm 1997, sự tan rã của Liên bang Soviet năm 1991, sự kiện 11 tháng 9 ở Mỹ năm 2001 và Brexit năm 2020. Theo các báo Guardian, Indian Times hay Mirror, những loại tiên tri của bà Vanka đúng tới 85%. Trong thực tế, năm 2022, một số sự kiện đã xảy ra đúng theo dự đoán của bà. Điển hình như bà đã dự đoán đúng rằng năm 2022, một số nước châu Á, Australia sẽ phải chịu lũ lụt nghiêm trọng. Kết quả, nhiều vùng ở Australia đã hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Bà cũng dự đoán rằng nhiều thành phố sẽ gặp tình trạng thiếu nước do hạn hán. Điều đó đã diễn ra ở châu Âu trong mùa hè năm 2022, được xem là đợt nóng kỷ lục vừa qua. Mặc dù qua đời từ năm 1996, nhưng những lời tiên tri của bà vẫn được ghi lại và chúng được cho là kéo dài tận tới năm 1079, thời điểm mà bà cho rằng nhân loại sẽ diệt vong. Trong năm 2024, nhà tiên tri mù cũng đưa ra một loạt dự đoán về thế giới của chúng ta. 1. Sự lên ngôi của máy tính lượng tử. Bà Vanka cho biết năm 2024 là năm chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của máy tính lượng tử. Nhờ công nghệ hiện đại, những chiếc máy tính này sẽ thực hiện được các phép tính và phân tích các dạng dữ liệu phức tạp với tốc độ không thể hình dung được. Những thay đổi này cũng sẽ tác động không nhỏ đến các ngành công nghiệp khác như tài chính, an ninh mạng hay y tế. 2. Tìm ra giải pháp cho bệnh ung thư. Cùng với sự lên ngôi của máy tính lượng tử, bà Vanka cho rằng năm 2024 cũng là một năm đột phá của nền y học thế giới. Nhiều phương pháp và công nghệ điều trị mới sẽ được phát triển tới mức chữa khỏi những căn bệnh trước đây được cho là không thể chữa khỏi. Cụ thể, bà Vanka mô tả rằng việc điều trị bệnh Alzheimer sẽ có bước tiến lớn, mang lại hy vọng cho hàng triệu người đang mắc phải tình trạng suy nhược trí nhớ này. Ngoài ra, bà Vanka cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư và cứu nhân loại thoát khỏi căn bệnh quái ác này trong năm 2024. 3. Thảm họa thiên nhiên sẽ liên tiếp xảy ra. Không chỉ có những dự đoán tích cực mà bà Vanka cũng đưa ra một loạt lời tiên tri gây choáng váng cho năm 2024. Đầu tiên, chúng ta phải kể đến lời tiên tri về những thảm họa thiên nhiên liên tiếp xảy ra. Nhà tiên tri mù cho rằng số lượng các cơn bão lũ, động đất, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản trong năm 2024. Đặc biệt, bà Vanka còn nhắc nhở phải lưu tâm tới trận động đất lớn ở khu vực vành đai Thái Bình Dương. Theo bà, hầu hết những thảm họa này đều xuất phát từ việc trái đất nóng lên và biến đổi khí hậu. 4. Thời đại của dầu mỏ sắp kết thúc. Lời tiên tri tiếp theo của bà Vanka vào năm 2024 là ngành khai thác dầu mỏ sắp kết thúc, thay vào đó ngành năng lượng mới sẽ thống trị. Một số người cho rằng tiên đoán của bà đang ám chỉ đến việc ngành năng lượng tái tạo sẽ thay thế vị trí của dầu mỏ. 5. Căn bệnh bí ẩn của Donald Trump. Bà Vanka cho rằng trong năm 2024, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ mắc phải căn bệnh bí ẩn. Căn bệnh này khiến ông dần mất đi thính lực, tổn thương sọ não. 6. Cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trên toàn cầu. Theo dự đoán của bà Vanka về năm 2024, cuộc khủng hoảng kinh tế lớn sẽ xảy ra, gây ra ảnh hưởng lớn đến toàn cầu. Nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng này từ nhiều yếu tố như nợ gia tăng, sự dịch chuyển quyền lực kinh tế từ Tây sang Đông và căng thẳng địa chính trị. Quý vị và các bạn thân mến,
Theo Nightpost, nhà tiên tri mù Vanga đã đưa ra 5 lời tiên tri cho năm 2023. Dù thế giới đã trải qua một năm 2022 đầy thách thức với biến đổi khí hậu và cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng những dự báo của bà Vanga cho năm 2023 còn u ám hơn. Bà đã cảnh báo về một vụ nổ hạt nhân mà nhiều khả năng là tai nạn đến từ một nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn nào đó có thể xảy ra vào năm 2023, khiến các đám mây độc hại bao trùm khắp châu Á. Một số nhà bình luận cho rằng các quốc gia khác trong khu vực có thể chịu những ảnh hưởng nhất định bởi vụ nổ do các đám mây độc hại tràn ngập trong không khí. Ngoài thảm họa nêu trên, bà Vanga còn đưa ra những lời dự đoán lớn khác. Mặc dù được xem là một trong những nhà tiên tri vĩ đại nhất trong lịch sử, song bà Vanga lại không được các nhà nghiên cứu khoa học đánh giá cao. Theo họ, chỉ có khoảng 68% lời tiên tri của bà Vanga là chính xác. Trong đó, nhiều lời tiên tri được xem là vô căn cứ, hão huyền và ít có khả năng trở thành hiện thực. Một trong số này là dự đoán về sự kết thúc của việc mang thai tự nhiên ở con người. Một dự đoán sai khác của bà Vanga là khi bà cho rằng trận chung kết World Cup năm 1994 sẽ diễn ra giữa hai đội có tên bắt đầu bằng chữ B. Trong khi đó, hai đội vào chung kết kỳ thực là Brazil và Italy. Lời tiên tri của bà Vanga cũng từng cho rằng sẽ có cuộc chiến tranh hạt nhân từ năm 2010 đến năm 2014, nhưng rốt cuộc đã không có gì xảy ra. New York Post của Mỹ vừa qua đã cho đăng tải lại những tiên đoán về tương lai của bà Vanga. Dưới đây là những dự đoán về tương lai từ năm 2023 trở đi của bà Vanga. Bà tiên đoán rằng năm 2023 quỹ đạo trái đất sẽ thay đổi, nhưng chưa ai hiểu điều này có nghĩa là gì. Năm 2025, dân số châu Âu sẽ giảm xuống gần bằng không. Năm 2028, loài người sẽ tới sao Kim tìm nguồn năng lượng mới. Năm 2033, nước biển sẽ dâng lên và băng ở hai cực tan ra. Điều này thực tế đang xảy ra. Năm 2043, châu Âu trở thành một nhà nước Hồi giáo với thủ đô là Rome. Kinh tế thế giới phát triển nhờ sự cầm quyền của Hồi giáo. Năm 2066, người Mỹ lần đầu tiên dùng một loại vũ khí làm thay đổi khí hậu để giành lại Rome và khôi phục Thiên Chúa giáo. Năm 2076, chủ nghĩa cộng sản quay về với châu Âu và phần còn lại của thế giới. Năm 2084, tự nhiên được tái sinh, nhưng chưa ai hiểu chắc chắn điều này có nghĩa là gì. Năm 2100, mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần trái đất chìm trong bóng tối. Điều này cũng đang dần khả thi một phần bởi các nhà khoa học đang tìm cách tạo ra mặt trời nhân tạo nhờ công nghệ hạt nhân. Năm 2130, nhờ sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh, nền văn minh trái đất sẽ chìm xuống dưới nước. Năm 2170, một trận hạn hán lớn xảy ra trên toàn cầu. Năm 2187, hai vụ núi lửa phun trào lớn được ngăn chặn thành công. Năm 2201, nhiệt độ trái đất giảm do hoạt động của mặt trời chậm lại. Năm 2262, quỹ đạo các hành tinh dần thay đổi, sao Hỏa sẽ bị một sao chổi đe dọa. Năm 2354, một trục trặc của mặt trời nhân tạo sẽ gây ra nhiều đợt hạn hán lớn. Năm 2480, hai mặt trời nhân tạo sẽ va chạm với nhau và khiến trái đất chìm trong bóng tối. Năm 3005, một cuộc chiến tranh trên sao Hỏa sẽ làm thay đổi quỹ đạo của hành tinh này. Năm 3010, sao chổi sẽ va chạm vào mặt trăng, trái đất sẽ bị bao quanh bởi một vòng đá và bụi. Và năm 3797, bà tiên đoán rằng mọi thứ trên trái đất sẽ diệt vong. Tuy nhiên, khoa học kỹ thuật của loài người đã đủ phát triển để chuyển đến sống tại một hệ sao khác.